Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Pham. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm dung dịch súc miệng Hupaver được sản xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Monafarm. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về dung dịch xúc miệng Hupaver cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của dung dịch xúc miệng Hupaver Chiết xuất trà xanh Chiết xuất trầu không Chiết xuất nấm vân chi Chiết xuất lá nim Chlorhexidine gluconate Kẽn gluconate Isopropyl metinphenol IPMP Glycerin Dạng bào chế Dung dịch xúc miệng Công dụng và chỉ định của dung dịch xúc miệng Hupaver Giúp làm sạch miệng họng, kháng khuẩn, kháng virus, làm thơm mát và nhanh lành niêm mạc bị tổn thương ở vùng miệng họng Hỗ trợ trong điều trị các trường hợp viêm nhiễm miệng họng do vi khuẩn, virus bao gồm cả virus HPV Ngăn ngừa sự phát triển mụn sùi, mụn rộp ở miệng lưỡi. Đối tượng sử dụng Người có hạt lympho trong họng, miệng. Người nhiễm virus HPV trong họng, miệng. Người tiếp xúc với người mang virus HPV để người nhiễm bệnh. Cách dùng và liều dùng của dung dịch xúc miệng Hupaver. Cách dùng, sử dụng để xúc họng xúc miệng, không dùng để uống. Liều dùng, lấy khoảng 10-15ml dung dịch để xúc họng, xúc miệng xúc kỹ trong tối thiểu một phút rồi nhổ ra ngoài. Chống chỉ định của dung dịch xúc miệng Hupaver Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng dung dịch xúc miệng Hupaver Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm dung dịch súc miệng Hupever, đồng thời biết cách sử dụng dung dịch súc miệng Hupever sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham